Alo cô Cái gì ơi, riêng này đấy? con được biết là cô đã dùng cái sản phẩm Wellness cải thiện cái bệnh của cô rất là hiệu quả đó. Con mời cô giới thiệu về bản thân của cô một chút xíu và cô giới thiệu cái tình trạng bệnh của cô trước khi mà cô được cải thiện là cô bị những cái bệnh gì và hiện tại thì sức khỏe của cô ra sao. Cô chia sẻ cùng với tụi con nha. Cô giới thiệu về cô đi. Cô là Nguyễn Thị Bảy, năm nay 61 tuổi. Yeah. Trước đó thì cô bị bệnh gì cô? Trước đó là khoảng 20 năm về trước đó, Dạ. là cô bị gai cột sống. Dạ. 20 năm lâu rồi mà lúc đó mình đâu có phát hiện được. Bị gai cột sống 20 Rồi năm rồi đúng không cô? Dạ. Yeah. đúng rồi, tới chừng lúc sau là mình làm nặng quá là nó mới thoát vị địa điểm luôn, thành Dạ. ra nó mới đau dữ, đau dữ Dạ. là mình không còn làm được nữa mới phát hiện được ra là cái bệnh của mình. Chứ Dạ. lúc đầu nó đau đau mình còn làm được, không có phát hiện được cái bệnh Dạ. đó. Rồi tới sau là mình phát hiện được cái bệnh đó, là có đi theo ông thầy đông y đó, ổng Dạ. trị trị cho cô mỗi ngày, ngày nào cô cũng phải đi đó. Đi thì về nó khỏe, rồi cái bữa nào mà cô không đi đó, thì nó cũng đau. Rồi đi thầy bấm huyệt đắp thuốc rồi đó, thì Dạ. về nhà nó khỏe lắm, nhưng mà nó vẫn Đi thì giảm khỏe, bớt không phần đi thì nào không thôi. đau. Dạ. Đúng rồi, nó giảm bớt phần nào thôi. Cô Dạ. đi hôm nay chắc cũng khoảng 7-8 năm rồi đó. Dạ. Sau này tới chừng tháng mấy 2 tháng này đó là Dạ. con gái cô là bé Dạ. Mai đó, Dạ. dịch bệnh nè, nó mới ở nhà đó, nó mới gặp được công ty của mình chia sẻ cái sức khỏe Wellness này nè, rồi Dạ. nó mới nói cô mẹ ơi giờ con có cái bột này nè hay lắm, trên công ty con á, con mua về cho mẹ uống định bồi dưỡng cho mẹ. Cái lúc này dịch đó, nói rồi ngay là bắt đầu dịch phát lên đó, là cũng không Dạ. còn đi qua ông thầy được. Rồi Dạ. nó nói là giờ mẹ không đi qua thầy được là sợ mẹ đau lên. Nó mới nói coi mẹ lấy cái bột dinh dưỡng này mẹ uống mỗi ngày, rồi mình cho nó sức khỏe mẹ tăng cường lên để mẹ đỡ phần nào. Mà không ngờ là cô uống từ hôm đó nay thì cô thấy rất là khỏe, cô sáng còn ngủ được tới giờ này á, chứ mọi Dạ. khi là ngủ có 3 giờ dậy thôi chứ Dạ. không bao giờ mà ngủ được tới sáng đâu, ngủ tới sáng là đau lưng lắm. Dạ. Rồi hôm trước nay thì ngủ tới sáng luôn, 6-7 giờ, có bữa nằm nó chơi tới 7-8 giờ mới dậy. Và với hơn nữa là cô thấy cái sản phẩm của mình có kết quả rất là tốt, thành ra cái Mai nó mua về cho cả nhà uống hết luôn, cho ba nó rồi em nó rồi đó, mấy đứa là uống hết cả nhà. Với nữa là cô uống cô thấy khỏe nè, rồi da mặt mình nó thì nó căng thẳng ra, lúc kia cô đi bán cô bị nám đen hết á, xấu lắm, đen đen mà mấy đứa nhỏ nó thấy nó rầu luôn, nó buồn. Rồi cái Dạ. từ hôm nay uống Wellness này tới giờ thì thấy mấy vết nám trên mặt cô rồi nó bay bớt đi, bớt nhiều. Cô thấy sức khỏe của mình nó ổn hơn lúc ban đầu nhiều lắm. Tức là mình khỏe hơn rất là nhiều đúng không cô? À cô ơi, cô nói lại cho con biết Đúng là rồi, cô bị gai cột sống, cô bị mấy gai cô? 5 cây gai cột sống mà gai đôi á, hai bên xương sống mình là nó có 2 cây gai chĩa ra vậy, nhưng mà rồi nó chĩa ra mà nó không có đi thẳng, nó ra rồi nó cong trở lại, Dạ. là bốn bốn cây là nó đôi nhập vậy, và 1 cây lẻ nữa là 5 cây. Con nó có 4 cây, 5 cây gai là 5 gai và hồi nhiều. nãy với lại cô nói là bị cái gì nữa, con quên rồi cô. 5 cây gai, rồi cái cô làm nặng nó, cái cô xách nước, cô rút nó cô mạnh lắm,
hồi lúc năm mươi mấy tuổi đó, cô lạnh lắm, cô xách bữa cái hai cái tay cô xách hai cái thùng nước hai bên lẫn Dạ dạ. thùng nước thùng bơi bự đó, rồi Dạ. đấy cô ý y sức cô xách trước cho nó bị dẹo cột sống đó, mình nguyên đó. Cái cột sống mình nó già rồi nó yếu, nó dẹo một bên thành ra nó nứt nứt cái đĩa đệm ra, nó cào đĩa đệm ra ngoài, và lúc đó nó xiềng hai cái chân cô là không có đi được nữa, nó chìm xuống dưới bắp đùi mình á, nó xiềng hai chân đâu có bước được. Rồi cái biết mình phát bệnh nên vậy đó là mới gặp được cái ông thầy đông y đó, rồi tụi này mấy đứa nhỏ này nó mới chở cô đi qua đó mỗi ngày đó, Dạ là dạ cô theo ông thầy đó trị. dạ tức là cô á, tình trạng của cô là cô bị gai cột sống là 5 gai mà cô bị nay là 20 năm rồi đúng không cô? Rồi sau Đúng đó thì mình rồi. làm nặng đó thì cái nó chuyển qua cái mình bị vẹo của nó, thành ra nó thoát thoát vị địa điểm hả cô? Đúng rồi. Dạ, rồi nó chèn xuống hai cái chân mình rất là khó đi. Đúng rồi, nó Dạ xiềng xuống với cái chân mình. Nó dạ cái dây thần kinh đó nó xiềng xuống tới ngay chân mình, bước không có được. dạ rồi Mà cô mình đi là trị không có xách liệu, được cái gì nữa. à cô đi xoa bóp ấn huyệt, dây ấn huyệt là nay 8 năm đó, mà mình ngày nào mình có đi Đúng dây ấn huyệt thì mình thấy rồi. khỏe hơn, còn mình không đi thì mình lại bị. Đúng rồi, không đi thì nó đau, mà mình Dạ đi á, ví dụ chiều tối đi thì ngủ tới sáng nó cũng khỏe lắm, rồi cái cũng làm bình thường, rồi cái mình ngưng không đi thì nó cũng cũng đau trở lại. dạ tuyệt vời quá cô đó. Và mình dùng cái sản phẩm là cô dùng bột với viên hay là chỉ bột thôi cô? Cô dùng hai sản phẩm như thế này hay là cô dùng một? Bột bột cộng viên luôn, sáng À cô sớm dùng này là cô dậy cô uống bột, giờ này đó là cô dậy cô dậy là cô uống một ly bột trước, dạ một ly rồi bột chút này. xíu chút xíu cô ăn sáng xong là cô uống cái bịch viên đó, có Dạ bốn đúng viên rồi đó, uống dạ bịch viên. tuyệt vời quá cô đó. Vậy thì hồi trước giờ là mình được cải thiện nè, cái thứ nhất là mình thấy nó đỡ đỡ đau nhức hơn đúng không cô? Tức là con nghĩ là Đúng dạ cái sức khỏe cô nó được cải thiện dần dần rồi đó. thì đó, Dạ giờ cô thấy là nó cũng cải thiện tốt, thành ra cô cũng cố gắng để uống, để đi theo cái VNS này mình uống mỗi ngày để cho sức khỏe cô nó bình ổn lại. dạ đúng rồi cô. À, tức là cô bị gai xương á, thì con tìm hiểu á, công ty đào tạo á, thì mình gai xương là do mình mất cân bằng dinh dưỡng, mình ăn thừa chất hoặc là thiếu chất á cô, dẫn đến mình cái cơ thể của mình nó thiếu hụt dinh dưỡng nè, cái dinh dưỡng nó không cân bằng. Cái thứ hai là mình bị thiếu canxi đó, cho nên nó hình thành cái gai. Và khi mà cô bổ sung dinh dưỡng rồi á thì từ từ cơ thể của cô á, những cái tế bào hư tổn, nó những cái tế bào suy yếu đó nó sẽ phục hồi lại, nó tái tạo mới thì cô sẽ khỏe lại đó. Bằng chứng là cô đang khỏe lên từ từ đúng không cô? Tức là ngày trước mình bị Đúng hành nó đau, mình không ngủ được, bây giờ mình ngủ được, và ngày trước mình vận động đi đứng nó khó khăn, bây giờ mình đi đứng dễ dàng hơn đúng không cô? đúng rồi, Dạ giờ cô cô leo lên cầu thang, hồi kia cầu thang nhà này cô sợ cô đâu có leo lên được, leo lên phải bước cái chân này lên rồi bước lên kia ngay đó mới leo lên từ bậc nữa, còn bữa nay là mình bước thẳng lên luôn được. À, thấy hôm nay qua đây ở dưới gái nè bước thẳng lên được mừng lắm, còn bên nhà có cầu thang mà sợ không có leo lên, dạ chỉ đúng rồi bước cô. lên nó đau ngay đầu gối đó, sợ lắm không dám leo lên Đó phải đu cái rượu lên mới cô, là lên nổi. cô có biết vì sao mà khi mình đi xoa bóp ấn huyệt á thì mình đi xoa về mình thấy khỏe, mà mình không đi thì mình lại thấy bệnh, lại thấy đau hơn không cô? Tôi không biết. Dạ cái nguyên lý nó đơn giản lắm cô, tức là khi mà trong người của mình, trong cơ thể chúng ta có cái kho dự trữ đó cô, cái kho dự trữ dinh dưỡng, nó có một cái kho. Thì khi mà ở cơ thể của cô cái chỗ nào nó đau nó yếu, có nghĩa là cái dinh dưỡng chỗ đó nó bị thiếu hụt đó, thì người ta sẽ xoa bóp ấn huyệt giúp cho mạch máu cô lưu thông, nó sẽ dẫn dinh dưỡng đến cái chỗ đó để nuôi cái chỗ đó. Thì khi mà người ta xoa bóp thì dinh dưỡng nó tới, còn khi người ta không xoa bóp thì dinh dưỡng nó không tới đó được, thì nó lại đau. Và quan trọng là cái kho dinh dưỡng đó thì nó cần phải có nguyên liệu, tức là chúng ta phải nạp dinh dưỡng vào thì cái kho nó mới đầy được. Và khi mà chúng ta đi xoa bóp vật lý trị liệu như vậy á thì cái kho nó cạn đi từ từ,
tại vì nó lấy trong kho thì nó xài thì nó phải hết, mà mình không nạp vô đó cô, thì cô vẫn thiếu và cô vẫn đau hoài 8 năm nay mình đi trị mình không hết, lý do là do đó. Và khi cô bổ sung dinh dưỡng thì cái kho lúc nào nó cũng có hết và nó vận chuyển liên tục đến cái nơi đau của cô, thì nó sẽ giúp cô khỏe hơn đó. Cho nên cái việc mình bổ sung dinh dưỡng hàng ngày rất là cần đó cô. Con chúc cô là sẽ mau hồi phục sức khỏe, sống vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu nha. Con cảm ơn cô. Cô cũng cảm ơn, cô cũng cảm ơn tất cả mấy chị em hướng dẫn cho bé Mai chia sẻ. Dạ.